Xin chào cả nhà. Hôm nay ngày thứ hai rảnh ở nhà làm chả giò. Mình hợp tác với anh Lucky Man làm chả giò. Đây, hôm nay anh tay vô bếp sắc phụ sắc tôm nè. À, giỏi chưa? À, sắc tôm để mình trộn chung vô. Anh gia phụ em, anh có thấy vui không? Vui quá, vui à? Làm chung với okay. Vợ vui quá, vui làm quá. Chung người đẹp nên vui quá. À, sắc tôm, tôm nó to quá cho nên phải sắc nhuyễn nhuyễn ra trộn chung với thịt xay. Mình không có ớt gia vị nhiều cho nên mình không có nói trên đây nha. Mỗi người mỗi khác cho nên mình chỉ cho xíu tiêu, xíu bột nêm thôi. À, trộn lên cho nó đều. Bây giờ mình trộn lại cho đều thịt xay với lại tôm, tiêu, hành lá. Trộn xong đều rồi mới bỏ rau để vô. Còn đây là hoa quả. Không phải hoa quả, rau. Củ sắn, cà rốt, bắp cải. Mình sẽ trộn hết cái này vô cái tô thịt này. À, rồi mình cuốn. Trộn trong cái tô này không vừa, bây giờ mình bỏ ra cái thau lớn này. À, bỏ hết vô đây. Đổ vô. À, cái này là khoảng bịch tôm nó 2 phao là khoảng 9 lạng. 9 lạng tôm. Mà lột vỏ xong hết rồi nha. Thịt không là 9 lạng tôm với thịt nữa. Thịt cũng khoảng khoảng cỡ đó nữa, 9 lạng nữa là gần ký 8, gần 2 ký với rau quả, củ sắn, cà rốt, xíu bắp cải. Nhiều quá cho nên không có cho khoai, mỗi khi làm thì cho khoai vô, khoai lang hoặc là khoai môn, nhưng mà bữa nay hoa quả nhiều thôi khỏi, chủ yếu cho mấy đứa nhỏ nó ăn hoa quả nhiều. Mình bỏ vô đây là nó không biết, nó chiên lên nó ăn hết rồi, còn bắt nó ăn riêng thì nó không có thích ăn rau là nhiều. Trộn cho đều hồi nó cuốn. Ở bên đây là vậy đó, muốn ăn gì là phải lăn cho bé thôi, muốn ăn cho an toàn, cho tốt sức khỏe là mình ăn ở nhà. Ở nhà mình chiên dầu mình cũng chiên một lần rồi mình đổ, còn ở ngoài chi dầu người ta chiên đi chiên lại á, cho nên ăn cũng không tốt sức khỏe. Nào kẹt lắm mới ăn ở ngoài thôi, đa số là nấu ăn ở nhà hết. Giờ mang ra đây để rộng để cuốn nè cả nhà. Ở bên đây nó bán cái bánh tráng này nè, bánh gì nè, bánh này ta bán ta để đông đá, mình về mình để cho nó xả đá cho nó mềm đi, xong mình lấy ra mình cuốn. Một bịch gì là 25 cái. Để coi mình cuốn được bao nhiêu nha, mình có 4 bịch. 1 bịch, 2 bịch, 3 bịch, 4 bịch. Nếu mà cuốn hết này là mình được 100 cái. Rồi bây giờ mình cuốn một cái trước để cho anh Lucky Man coi rồi anh phụ mình nha. Anh coi nè, anh chú ý anh coi em cuốn rồi anh phụ em, ok? Mình cuốn thì không có đẹp nhưng mà cũng được được. Ăn cũng được. Miễn sao làm cho nó đừng bể là được rồi. Chứ mình ở nhà ăn mà đâu phải buôn bán đâu mà cần gì đẹp, đúng không? Đừng bể, lúc mà chiên ra nó khỏi bể là được rồi. Xong rồi chấm trứng gà vô đây cho nó dính. Rồi, thế là mình được một cuốn. Và bên đây là mình đang luộc cái chảo nước để mình luộc bún. Ở bên đây thì không có bún tươi giống ở Việt Nam nha, cho nên là bún khô mua về xong rồi luộc rồi nè, xong rồi xả ra, xả với nước lạnh cho nó sạch lại là để nguội là mình ăn, giống như bún tươi thôi. Ok, có là được rồi. Còn đây là nồi nước thơm, mình đang nấu nước thơm cho nó ra cái nước ngọt của thơm với chua, rồi sau đó mình sẽ làm nước mắm bằng thơm. Đây là cái cách gói của mình nha.
mọi người. Các bạn trẻ nào mà không biết thì nhìn gần ở đây, mình chủ yếu quay gần là để cho những người nhà bạn trẻ không biết á, nhìn nhìn cái cách gói rất đó. Vô đây, vô giữa đây, này mình quẹp xuống cho nó nằm chuẩn ở đây. Bên này là chuẩn cũng vậy. Đấy, tiếp tục cuốn vừa nắng. Chỗ đầu nhỏ đầu lớn thì đầu bên nhỏ bên lớn mình nắng lại cho nó đều, tay nó còn mềm, thịt nó mềm. Đó, cuốn. Ở đây thì mình phải lấy cái mấy cái này vô. Trồng trứng gà. Phải cho nó đủ nha, nó mới dán dính lại, lúc mình chiên nó mới bị bung ra. Tiếp tục cuốn. Được không? Đẹp không? À, mình đã cuốn được đây. Làm lại cái nữa cho bạn gọi lại nha. Không có cho cái này nhiều quá, tại vì bữa nay làm hơi thịt nhiều quá. Mình mà cho nhiều quá chiên nó sợ nó không chín. Với lại khi cuốn nó sẽ dễ bị bể. Vừa cuốn vừa uống nắng nó cho nó đồng đồng với nhau. Rồi tiếp tục cuốn. Chưa khi cái tới dày ngưng lại. Cái này vô. Thấy không? Được rồi. Mình đã cuốn được từng đây, giờ mình chiên. Bắt chảo lên chiên. Thời gian chiên thì mình đã cái thơm mà nãy nấu á, nấu với nước cho nó ra hết chất thơm rồi, bỏ nước mắm với đường vô mình nấu lại để làm nước mắm. Đây. Cứ để cho nó sôi cho nó sạch sạch lại ha. Còn giờ này chảo dầu đã nóng, mình sẽ bỏ vô chiên. Bỏ vô chiên xong rồi quay qua bên kia cuốn tiếp còn ít. À. Nếu mà là mùa hè trời ấm là mình đi ra ngoài vườn mình lấy cái bếp ga mini á, chiên cho nó khỏi hôi nhà. Bây giờ mùa đông trời lạnh thôi, làm chiên trong nhà luôn. Chả giò thì chiên nó không có văng, nó chỉ có mùi hôi thôi, nó không có văng. Đổ dầu cho nhiều cho ngập ha. Chiên này xong thời gian đợi hình qua khi mình cuốn tiếp. Thời gian thì lót cái tờ giấy đây cho nó đỡ dân cho biết. Nó có gì mình lao ra dễ. Quay qua đây cuốn tiếp nè. Còn được tương đây. Ok, tiếp tục làm ha. Rồi, chiên được rồi, xong rồi. Rồi con ăn nè. Thằng này nó thích chả giò đó. Ngon không con? Ngon. Ăn rất nó ngon quá, giòn. Ăn bún hả? Ừ. Ăn luôn đi. Đừng ăn nhiều bún á, ít bún thôi, xong rồi bỏ rau vô. Sắc rau. Đồ nhiều quá không ăn, bỏ uổng. Ăn ngày bữa khác ăn, nhiều bún mập. Phải ăn bún mập mà. Ừ. Lấy dao cắt rau. Được rồi. Tự làm đi ha. Ừ. Giờ em bận cái chảo chiên của em này, cha con tự xử đi. Tiếp tục chiên vào từng đây nữa. Con ăn rồi, giờ tới phiên mẹ ăn. Ngon không con?
giòn ngon, làm lạc không có nêm nếm gì không? Chấm nước mắm ba. Ăn này xong bổ sầu riêng ăn. Có tưởng sầu riêng không? Tôm nó bự quá, mình không có, mình lười không có bằm, cắt khúc khúc bỏ vô cho nên nó còn có tôm à. Bên đây kiếm tôm nhỏ cũng hiếm. Bữa nay ở ngoài có mưa với tuyết, không đi đâu được á. Con nghỉ học được 10 ngày, ngày 23 tháng 12 cho tới ngày trở lại học là ngày 3 tháng 1. Ăn Noel xong ăn tới Tây luôn. Bệnh quá không đi chơi đâu được, ở nhà nấu ăn với tới nhà bạn ăn. Ngon. Ở nhà mình làm ăn mình thấy ngon. Chỉ cái chịu xiên tí là ăn ngon. Muốn ăn thì phải lăn vô bếp. Thì lúc dịch tới giờ không có ra ngoài ăn nhiều, ăn ở nhà nhiều quá. Cho nên giờ ra ngoài ăn thấy cái gì cũng nó cũng không có hợp cái khẩu vị của mình. Xong rồi không ăn nữa. Chẻ sầu riêng ăn. Rồi sau khi ăn chả giò xong, bây giờ mình sẽ khui trái sầu riêng. Hôm qua đi chợ thấy ngon quá, mua 3 trái lận. Mà bây giờ ăn cho 1 trái thì còn 2 trái bỏ tủ đá. Khi nào là thèm lấy ăn tiếp. Rồi nó nứt đứt rồi. Là chín đó, đúng không? Anh có thèm không? Không có ăn không thôi, anh không thèm. Đúng rồi, giờ thèm có thì mới ăn được chứ không có lấy gì ăn. Em dễ nuôi lắm. Mắc cỡ không mà thèm thì nó thèm đi. Em thèm mới thèm à. Ồ, nó chín rồi nè. Cái này đông đá nha cả nhà. Cái này mua ở tiệm Việt Nam ở Phila á. Cái này nó cũng rẻ, rẻ hơn mua trên mạng nữa. Trên nhưng mạng mà... hôm rồi mình thấy là rẻ rồi, nhưng mà cái này thì thấy rẻ hơn. Bữa nay lễ nó sale. Tại cái này nó không có tiền shipping. Cũng được anh, cái vỏ trắng là cũng mới, không có rủ. Thấy không, anh mấy trái này nó bị lép. Không có muối nhiều. Nó bự ngon quá, muối bự quá mà lép gì. Nhân ý em nói là lép là ít muối á. Mấy cái hộp này là ít muối á, hiểu không? Ít muối á. Ngon quá à. Muối nhỏ nhỏ hả? Này nó muối nhỏ nhỏ nè. Vỏ nó bị dày á. Mấy trái nù 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 tròn tròn kìa, nó bị dày đò, cái muối chút xíu à. Vỏ không? Chẳng có bự nè. Trái này lộ. Vỏ không? Mấy cái này biết rồi là không có nhiều, trái nhỏ nhỏ tròn tròn nù nù á vậy mà. Được nè, cái muối chút xíu. Thấy chưa? Bởi vì em muốn lấy mấy cái này đâu. Việt Nam ham to mà, vậy rồi. Em là muốn mấy cái anh nói mấy cái nhỏ không ăn cái gì. Nhỏ nó tròn mà nó nù nù là nó có muối. Ai, trời cái muối nhỏ. Trời ơi, trái sầu riêng được có mấy muối nhỏ xíu. Sầu riêng này mua bị lỗ rồi. Lỗ. Mốt nghe lời Trang Nguyễn ok. Trang Nguyễn nói phải nghe lời. Việt Nam ham to, yes rồi. Ở mấy cái này to nè, gắp muối nhiều, ngon. Không có đâu. Mấy trái của em lựa nó tròn. Nó lùng lùng nhọt mọt nó tròn tròn. Nù nù. Mấy muối nó to. Vỏ dày nữa chứ. Em ăn thử cái ngọt không? Ngon, ăn rồi thử rồi. Giò thì bây giờ ăn sầu riêng trời ơi sướng quá. Cũng được thôi chứ không có ngọt. Chắc này nó chưa bơm thuốc cho nên nó không có ngọt. Ồ vậy là tốt á. Chưa chấm đường, đúng đường. Thì tốt. Hồi hôm qua nhưng mà còn đá luôn á. Thế
thấy cái này nó ú nè, nó giống em nè, anh nghĩ là ngon lắm. Nói gì nói lại coi. Anh thấy cái này nó ú giống em á, anh nghĩ là nó ngon. Thì nó ú là em thì nó ngon, mà cái sầu riêng mà anh này anh thấy nó ú đâu. Cái này nó to thôi chứ không có ú. Rẹt. Cái sầu riêng thất bại cả nhà ơi. Được trên đây muối nè. Ăn thử thấy nó không có ngọt, không có béo, không ngon, cho nên lột ra được trên tay để chút nữa làm mà sinh tố. Trời ơi, mà may là nó giảm giá rồi đó nha. Mà còn 32 đồng cái sầu riêng này. Nếu nó không giảm giá chắc khoảng 4-50. Mà được cái thân đây. Giờ cái này xay được 2 ly sinh tố. Đây. Cái trái sầu riêng hồi nãy được ít muối á, rồi cái ăn thì nó không ngon nữa. Cho nên mình mới bỏ xay, mà thấy ít quá. Chắc thêm một trái bơ nữa. Xay. Trái sầu riêng 32 đô với lại trái bơ xay được 2 ly nhỉ. Bỏ thêm ít sữa này vô nữa, sữa tươi. Xong, được 2 ly. Như vậy là đã xong một ngày của mình. Sáng giờ dậy lay quay làm chả giò cho con ăn, ăn xong xay sầu riêng. Xong là hết một ngày của mình đó. Xin chào cả nhà. Hẹn video kế tiếp để coi mình ăn cái gì kế tiếp nha. Xin chào cả nhà. Cảm ơn mọi người đã theo dõi kênh của anh Lucky Man. Nếu cảm thấy thích, bấm like và đăng ký kênh để ủng hộ anh Lucky Man. Cảm ơn, xin chào.